Xin chào các bạn đến với bản tin Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam bất ngờ đón tin vui tại World Cup nữ 2023. Dù ở New Zealand đang là mùa đông, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu với thời tiết rất dễ chịu tại World Cup nữ 2023. Như thông tin đã đưa trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ phải thi đấu dưới thời tiết mùa đông tại vòng chung kết World Cup 2023. Nguyên nhân là do hiện tại đang là mùa đông ở Nam Bán Cầu. Tuy nhiên, khác với dự đoán thì thời tiết lạnh tại New Zealand lại không quá khắc nghiệt như tưởng tượng. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu ở 3 thành phố ở New Zealand tại giai đoạn vòng bảng. Ngày 22 tháng 7 gặp Mỹ, thầy trò Luyện viên Mai Đức Chung đá trên sân vận động Eden Park ở thành phố Auckland. Sau đó lần lượt là hai thành phố Hamilton và Dunedin khi gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan cũng đều có thời tiết dễ chịu cả. Ở trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7 tại thành phố Auckland, nhiệt độ không quá lạnh mà rơi vào khoảng 15 độ C cùng với thời gian nắng khá ít. Điều này rất hợp cho việc thi đấu thể thao khi thời tiết mát mẻ sẽ khiến các cầu thủ không mất nhiều sức dù phải hoạt động với cường độ cao liên tục. Sang trận đấu thứ hai gặp Bồ Đào Nha ở thành phố Hamilton, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với khung giờ 19:30 tối theo giờ địa phương. Thời tiết vào lúc này sẽ lạnh hơn bình thường đôi chút nhưng không dưới 10 độ C. Đến trận đấu cuối với Hà Lan tại thành phố Dunedin, đây sẽ là nơi lạnh nhất. Thời tiết có thể xuống dưới 6 độ C vào ban đêm, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá vào khung giờ 19 giờ. Dù sao thời tiết ở New Zealand vẫn không quá lạnh và khá mát mẻ, đội tuyển nữ Việt Nam đương nhiên có nhiều thua thiệt hơn so với 3 đối thủ còn lại về mặt thể hình và thể lực. Chính vì thế, việc đá dưới thời tiết không nóng bức sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết kiệm được không ít thể lực. Hôm nay, ngày 5 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu lên đường sang New Zealand. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có khoảng 2 tuần làm quen với thời tiết tại đây, đồng thời cũng sẽ có 2 trận đấu giao hữu chất lượng gặp Tây Ban Nha và New Zealand trước khi chính thức so tài tại World Cup nữ 2023. Thông tin thêm, đội tuyển nữ Tây Ban Nha của huấn luyện viên Jovinda cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức đồng hành cùng đội tuyển nữ Tây Ban Nha tại World Cup, trong đó có Alexia Putellas, đương kim quả bóng vàng nhất thế giới. Đáng chú ý, phong độ của tiền vệ trụ cột Alexia Putellas trong thời gian tiền World Cup 2023 đang là tâm điểm của giới truyền thông. Trong đó, tờ AP cho rằng vai trò của cô trong đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang bị nghi ngờ. Tiền vệ 29 tuổi với sở trường ghi bàn hầu như không thi đấu cho câu lạc bộ kể từ khi trở lại sau chấn thương. Alexia Putellas được điền tên vào danh sách dự World Cup nhưng không rõ cô ấy sẽ đóng vai trò gì trong một đội đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong những năm qua. Tháng 7 năm 2022, Alexia Putellas không may bị đứt dây chằng chéo ở đầu gối trái. Sự cố này khiến tiền vệ trụ cột của đội tuyển nữ Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu ròng rã 10 tháng. Trở lại thi đấu vào tháng 4 vừa qua, đội trưởng Barcelona đã có tổng cộng 6 lần ra sân. Như đã nói, Alexia Putellas đều bị điền tên vào danh sách dự bị, bao gồm cả trận chung kết Champions League. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Jovinda đã dành lời khen ngợi và bày tỏ sự tin tưởng vào học trò. Chúng tôi biết rằng Alexia Putellas sẽ giúp đội tuyển nữ Tây Ban Nha rất nhiều tại World Cup. Cô ấy là cầu thủ tài năng, dày dặn kinh nghiệm và có khả năng quán xuyến tốt ở trên sân. Alexia Putellas xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ phía đồng đội, ông nói. FIFA nhận định bất ngờ về chiến thuật của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Nguyễn Thị Bích Thùy đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi sút tung lưới Đài Bắc Trung Hoa hồi năm ngoái. Pha ghi bàn này giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 và chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra mắt đấu trường thế giới bằng trận đấu gặp đương kim vô địch Mỹ vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7 giờ Hà Nội. Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình ở bán đấu khó với trận đấu gặp Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7 và Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp cận giải đấu với tâm trạng vô cùng phấn khích sau khi chạy đà bằng việc giành huy chương vàng SEA Games 32. Ngoài ra, thầy trò Luyện viên Mai Đức Chung chắc chắn rất tự hào khi lần đầu tiên được đại diện cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung, người có kinh nghiệm cầm quân dày dặn. Ông đã có 3 nhiệm kỳ làm việc tại đội tuyển nữ Việt Nam vào năm 1997, 2003 cho tới năm 2004 và 2016 cho tới thời điểm hiện tại. Xen giữa là những quãng thời gian huấn luyện bóng đá nam khi ông dẫn dắt nhiều cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ tại Việt Nam. Dưới thời của huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được 5 tấm huy chương vàng SEA Games và có lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé tới New Zealand và Australia tranh tài khi huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo ra một đội bóng có nền tảng kỹ thuật ấn tượng cùng tinh thần nỗ lực bền bỉ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là một chiến thuật gia linh hoạt và thực dụng. Đội tuyển nữ Việt Nam thường chuyển đổi sơ đồ 3 hậu vệ và 4 hậu vệ. Đội tuyển nữ Việt Nam thường điều chỉnh hệ thống chiến thuật của mình để khắc chế lối chơi của đối thủ và phát huy sức mạnh tiềm ẩn của hàng tấn công. Trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá thấp nhất tại bảng D, đừng ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn sơ đồ chiến thuật chỉ một tiền đạo và ưu tiên bổ sung nhân sự nơi hàng tiền vệ để tạo ra một cấu trúc vững vàng cho đội hình. Nhanh nhẹn, khéo léo và dứt điểm nhạy bén, ngôi sao hàng đầu của đội tuyển nữ Việt Nam luôn là mối đe dọa với hàng phòng ngự của đối phương. Huỳnh Như đang là chân sút số 1 xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với hiệu suất gần như là một bàn một trận ở cấp độ quốc tế.
Huỳnh như là cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu thi đấu chuyên nghiệp khi gia nhập câu lạc bộ Lang FC tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha hồi tháng 8 năm ngoái. Trong mùa giải vừa qua, cô đã từng bước khẳng định tầm quan trọng của mình ở đội bóng mới và đóng góp 7 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo. Là mẫu tiền đạo thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, Huỳnh như đã thể hiện kỹ năng săn bàn nhạy bén bằng việc trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam. Cô cũng là hình mẫu cho các đồng đội về quá trình phấn đấu và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Thanh Nhã nổi lên như một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá nữ Việt Nam với màn trình diễn mãn nhãn tại Asian Cup nữ 2022. Tiền đạo 21 tuổi sở hữu tốc độ và khả năng đi bóng ấn tượng, qua đó mang tới nhiều phương án tấn công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thanh Nhã có thể chơi ở tiền đạo cắm hoặc hoạt động rộng ở hai biên và luôn sẵn sàng gây đột biến để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Hiện tại Thanh Nhã đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng mạnh và giàu truyền thống tại giải vô địch bóng đá nữ. Đội tuyển Việt Nam được treo thưởng cực khủng mỗi bàn thắng tại World Cup nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được phần thưởng cực lớn nếu ghi được bàn thắng tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ngày 5 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand chuẩn bị tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bay sang nước bạn trên chuyến bay của Singapore Airlines. Dự kiến toàn đội sẽ hạ cánh vào trưa ngày 6 tháng 7. Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu tổng duyệt với New Zealand vào ngày 10 tháng 7 và Tây Ban Nha ngày 14 tháng 7 trước khi chính thức bước vào đấu trường thế giới. Ở lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu cực kỳ khó khăn với đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và đại diện châu Âu Bồ Đào Nha. Dẫu vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và màn trình diễn ở trận thua 1-2 trước đội tuyển nữ Đức, hạng 2 thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm gây bất ngờ ở sân chơi lớn nhất hành tinh của bóng đá nữ. Mới đây, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa có thêm động lực thi đấu mạnh mẽ tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 khi được treo thưởng cực lớn nếu chọc thủng lưới đối phương. Theo đó, ông Trần Văn Quỳnh, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa tuyên bố sẽ thưởng 100 triệu cho mỗi bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Đáp lại lời hứa hẹn vô cùng hấp dẫn của Bảo Quỳnh, hai trụ cột đội tuyển nữ Việt Nam là tiền vệ Tuyết Dung và tiền đạo Thanh Nhã đặt mục tiêu sẽ lấy 1 tỷ đồng tiền thưởng tương đương với 10 bàn thắng tại World Cup nữ 2023. Ở chuyến tập huấn châu Âu vừa qua, Thanh Nhã là người đã khiến cả thế giới phải trầm trồ với bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đức sau một tình huống bứt tốc và dứt điểm quyết đoán. Người hâm mộ Việt Nam hy vọng một kịch bản không tưởng như vậy một lần nữa sẽ lặp lại tại World Cup nữ 2023. Khi đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt chạm trán Mỹ ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin ghi bàn lịch sử ở World Cup. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam có thể ghi bàn tại World Cup 2023. Dự đoán trong bóng đá tôi nghĩ là việc khó nhất. Tôi mong học trò ghi được bàn thắng. Có bàn thắng tại World Cup đã là cột mốc lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Tôi dự đoán mới là Bích Thùy sẽ ghi bàn tại World Cup nữ 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói trong lễ xuất quân của đội tuyển Việt Nam. World Cup 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải đấu cấp độ thế giới. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm ở bảng E cùng với đội tuyển Mỹ, đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Hà Lan. Đây đều là các đối thủ mạnh, vượt trội so với đội tuyển Việt Nam cả về thể hình, thể lực và kỹ thuật. Cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là không cao. Dù vậy, các nữ tuyển thủ không vì thế mà mất đi động lực thi đấu. Chúng tôi luôn động viên nhau. Cơ thể chúng tôi còn nhỏ bé, đối thủ cao to, sẽ có rất nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Mình bật nhảy không thể bằng đối thủ, sải chân của họ cũng rất dài. Mình chỉ có thể theo và bắt bài đối phương mà thôi. Tôi chỉ biết nói rằng tôi và đồng đội sẽ cố gắng hết sức để mang lại vinh quang cho đất nước. Hậu vệ Hoàng Thị Loan chia sẻ. Cô nàng xinh đẹp của câu lạc bộ Hà Nội đưa ra dự đoán rằng một trong ba cầu thủ là Tuyết Dung, Hải Yến và Huỳnh Như sẽ ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Trong khi đó, tiền vệ Ngân Thị Phạn Sự thì cho rằng người ghi bàn có thể là Tuyết Dung. Cô mong muốn được kiến tạo cho đồng đội của mình ghi bàn. Trong ngày ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán với đội tuyển Mỹ. Đây là trận đấu khó khăn nhất của Huỳnh Như và các đồng đội ở giải đấu năm nay. Trước đối thủ là đương kim vô địch thế giới, một bàn thắng sẽ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam. Cuộc đọ sức với Bồ Đào Nha sẽ là cơ hội lớn nhất để đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn. Huỳnh Như đã hiểu về cách chơi của các đối thủ nhờ việc thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này. Trận đấu với Hà Lan ở lượt đấu cuối cùng được dự báo là sẽ rất khó khăn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!